Dạ, lời nói đầu tiên cho phép giả Thanh Huy xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị có mặt trong buổi hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và đến với buổi tối hôm nay, giả Thanh Huy xin gửi tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Minh, bài hát được mang tên Một Lần Gian Dở. Qua nhiều khuya đèn mơ theo hơi khói,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và Dạ Thông My sẽ quay lại sau ít phút nữa. Và bây giờ Dạ Thông My xin mời quý vị đến với giọng hát của ngôi sao.